Hoa xuân năm nay mình giới thiệu với các bạn một hoài lan của Quy Nhơn ha, một hoài lan rất là đẹp, được giới thiệu cho du khách trên xuân đây. Các bạn có nhu cầu thì được tham quan và triển lãm nha. Giống lan rất là đẹp. Các nghệ nhân đang chăm sóc vô các chậu lan. Đây mình chậu đắt giá nhất là bao nhiêu em? 7 triệu. Mấy? 7 triệu hả? Ở trong đó là có bao nhiêu cành? 25 cành hả? Ồ, đẹp quá hả? Ôi, chậu lan ở đây là cao giá nhất là 7 triệu. Để được các nghệ nhân xếp vô trong một chậu. Đây, 5 chậu. Đẹp không các bạn, đủ cát hết hội lan. Những ai ở Vũ Lan thì tha hồ mà ngắm nhá, đủ các sắc màu hết. Các bạn tha hồ mà ngắm nha, có ai có điều kiện thì nên đến đây để làm một bình để mang về nhà trưng trong 3 ngày xuân, nguyên cả một mùa luôn, bởi vì lan rất là lâu, lan chơi rất là lâu các bạn ạ.